nhưng mà tiền phun mà hậu kiết, phải không? Mới đầu mới vô là tiền phun mà vô thấy cái nước lửa quá xá nhiều, người ta ngủ ăn không được. Rồi bây giờ cô bác anh chị em mình thấy đó là hiện tượng El Nino đó, nó báo năm nay có thể nắng tới tháng 5. Tháng 5 Tây đó quý cô bác anh chị em mình. Mà hổm rồi quý vị mình xem YouTube ở trên núi, cô bác mình thấy không? Cái hồ cá, hồ Thủy Liêm ở tại trước cửa của chùa Phật lớn bây giờ nó đã khô cạn. Đây rồi đó, nó rút vài bữa đây không còn con cá đó quý cô bác anh chị em. Rồi hiện bây giờ đó, mấy ngày nay đó, anh Mười Nghĩa ông gọi điện lên trên cốc của chú Hai này, đặng đăng ký chỉ có 50 người thôi mà ông nó không có được. Cơm áo gạo tiền cái gì mình cũng chuyển lên được, mà ngặt trên này bây giờ nước nó khô rồi, không có nước rồi lấy gì tắm, không có nước lấy gì vệ sinh, không có nước lấy gì nấu ăn cô bác anh chị em mình, phải không? Vậy thì bây giờ con người đó nó cần nước, cũng như trong cơ thể của con người nó cần cái máu à cô bác. Thầy nói để đến diệt sơn băng là gì nè, để đến diệt sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá chừng, dòm xem trần có phải khóc không, dòm xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Hay khổ như thảm ngày nay có mấy sợ mai sao, dòm thấy là bay hôn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần như thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể mới xạo hương khắp chốn. Gọn ba ông nói thương ba năm không chợ nhóm chiều. Giờ đây cô bác anh chị em mình thấy đó, vừa qua cái Tết rồi đó, bây giờ tất cả các cái chợ mà truyền thống ở ngoài Sài Gòn chợ nào cũng ế hết. Tất cả các cái sạp bây giờ người ta đóng cửa hết trơn, không còn ai mua bán gì trơn. Bây giờ tiền bạc đâu mua đây, năm nay kinh tế nó xuống dốc là trầm trọng. Thì xét thấy đó, năm nay là năm 2024 bước qua năm Giáp Thìn rồi. Giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ ra đời năm 1939, nếu lần tay tính tiếng thì đã 85 năm lặng lẽ trôi qua. Mà 85 năm rồi, con số cô bác anh chị em mình từ khi năm 1939 là đã có đến tại tổ đình Phật giáo Hòa Hảo để thọ giáo quy y. Mãi đến ngày hôm nay đó, có một số cô bác anh chị em mình đã nhiều năm nghiên cứu và đã hành trì đối với giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ, với giáo lý của Đức Thầy. Mà hôm nay đó mình vẫn còn tu mà nó còn cũ hoài như vậy đó, không biết bao giờ thì cô bác chúng ta mới đắc được đạo quả. Cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài mà chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, phải không? Cho nên thầy nói câu có thân thì liệu lấy thân, hãy tu theo lối cũ. Tôi mới nói tu theo lối cũ, cái mấy cô bệnh nói thì gần Kim Dương liền. Tôi chưa kịp nói là mấy cô mình đã nói rồi. Bằng chứng thực tế ở đây đó, giáo lý của Đức Thầy đó, cô bác anh chị em mình đã thấm nhuần từng chữ từng câu ở trong đó rồi. Mà thầy nói xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận, nó quý tới cỡ đó đó quý cô bác anh chị em, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, cô bác chúng ta đã nghiên cứu không chừng cái quyển sấm giảng giáo lý cô bác anh chị em mình đọc đi đọc lại nhiều lần, mà còn có số quý cô bác anh chị em mình đó thuộc ở trong đó, đó là muốn hết quyển sấm giảng giáo lý. Nhưng mà cái thuộc đó thầy nói ngâm nga hiểu nghĩa mà mới đáng kim ngà, quyền bí nhiều lời chỉ thật xa, bổn đạo ráng tìm cho cặn kẽ, phải không? Vậy thì bây giờ đó, giáo lý của Đức Thầy ra đời đó, cô bác chúng ta đã học đã đọc rồi, đã nghiên cứu rồi, thì hôm nay cô bác chúng ta còn gắng cố gắng để mình hành đạo, để mà chờ cái ngày đó tử thần gõ cửa mình, con số vốn đang trở về như quê xưa cảnh cũ thôi. Nếu hôm nay đó mình không gắng tu gấp để mình chuyển nghiệp đó, cô bác anh chị em mình còn y nguyên vậy hoài. Có một số ăn chay đó tháng 4 ngày mà bây giờ vẫn còn 4 ngày. Rồi có số đó cúng lại hồi đó hai thời mà giờ này vẫn còn thời thứ hai, phải không? Không có thêm được thời nào hết. Hồi đó đó mình phát đâm vô đó, mình cũng giữ có nhiêu giới đó, hồi ngày nay thì cũng nhon nhiêu đó hoài rồi. Cứ năm nay hỏi sao nói năm nay y cũ, năm tới hỏi sao nói năm tới y nguyên. Thì nói như vậy hoài, làm sao cô bác anh chị em mình tiến bộ được đây? Cho nên Đức Phật Ngài mới nhắc nhở với cô bác, tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu thôi. Miễn sao cô bác anh chị em mình ngồi đâu cũng sửa, cái đó mới gọi là mau đó cô bác anh chị em. Chứ mình đừng có thấy người ta đi chùa rồi mình quyết định cái người đó là người tu. Mình đừng thấy người ta ăn chay rồi mình quyết định cái người đó là người tu. Hay hoặc giả là mình thấy người ta đó có niệm câu Nam Mô Di Đà Phật rồi mình quyết định cái người đó là cái người tu, mà nó không phải như vậy.
Đức Phật nói đó, đi chùa niệm Phật ăn chay đôi khi chỉ để giải khuây nỗi lòng. Đôi khi người ta buồn quá cho nên người ta đi chùa, đôi khi đó người ta giận gia đình chồng con mới chữ cho nên người ta buồn quá người ta ăn chay, phải không? Rồi đôi khi do sự dị đoan mê tín mà người ta niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật để cầu giảng sanh Tây Phương tịnh độ hay là đầy đủ tín nguyện hạnh để người ta mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc thưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên đi chùa niệm Phật ăn chay đôi khi chỉ để giải khuây nỗi lòng. Tu là nhìn lại bên trong, tu tức là cô bác chúng ta nhìn lại ở bên trong đó quý cô bác, mà bên trong mình nó có ba cái. Mau trở lại đừng theo tà quỷ rồi tham sân si, chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được gì đó sạch trong thì mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Vậy thì bây giờ đó, tu là nhìn lại bên trong, thấy sai thì sửa mới tròn nghĩa tu. Vậy là mới bực công phu. Tu sôi hình thức chỉ tu bên ngoài, con đường về với Như Lai khỏi tìm khắp chốn mà tìm ngay chính mình. Làm sao mình tìm lại với chính mình để hàng ngày đó cứ mình cứ lặng lẽ mình nhìn mình ngó lại bên trong. Niệm Phật cũng vậy đó, mình niệm mà mình niệm ngoài da, niệm khơi khơi bên ngoài không bao đời đắc đạo được. Cho nên thầy nói xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử con, trì tâm thì quá ít thôi, bây giờ dùng thử mà câu lẽ nào rồi gặp tim, phải không? Hồi nào giờ mình niệm bên ngoài không mà bây giờ kêu mình đó, thầy kêu mình là rắc tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đạo tuôn rơi. Để sao đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Cho nên đường đời chật hẹp mà người chen lấn còn não, nẻo đạo theo thang mà hiếm kẻ tầm. Cái con đường đời nó chật hẹp mà con người lại chen lấn vô đó quý cô bác chị em. Còn nẻo đạo theo thang lại hiếm kẻ tầm. Năm nay đó là 85 năm kể từ khi năm 1939 Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài đã ra đời và ngài đã xuống bút quý cô bác anh chị em mình. Và ngài đã từng ước ao là gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo Phật. Thì hôm nay đó 85 năm đã trôi qua, giờ đây tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó đã bước vào con đường đạo Pháp để quy y rất là nhiều. Cái người nào dù có thiếu duyên cỡ nào đi nữa mà gặp giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ cái quyển thứ 5 thôi, thầy nói ai mà muốn đặng phước duyên nghe lời khuyến thiện là lòng liền, lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền tham quy đầu Phật Pháp mới khỏi lâm tai nạn. Gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ để quy y dình đạo Pháp. Vậy thì bây giờ đó, ngày nay cô bác anh em đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy là cửa trường sanh bất diệt của các trò đã gặp nẻo. Phải đương đèn trí huệ đi xuất phàm trần tráng cảnh phùng qua tìm nơi tịch tịnh, phải không? Vậy bây giờ cô bác anh em mình họ mới phát tâm giác ngộ quy y đó, cô bác chúng ta nguyện quy y khá hành y gì? Mình hành y đó sau này mới gặp được, gặp Phật gặp thầy chứ. Thầy nói hành y thì đáng dạng dạng mười, nếu hành y thì đáng dạng mười, nhưng mà còn tùy lòng tùy sức của người đời nay. Rồi tu nhân hiền hậu cũng hay nữa, thương đời nên giết ngày dài cho tin, phải không? Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình đó, hiện giờ con nhận biết đây cô bác anh chị em mình toàn là những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã lâu năm không, mà năm nay đó cô bác anh chị em mình đó thấy bước qua năm Thìn là năm 2024 đó. Hồi nào giờ người ta nói câu năm thìn bảo lục, cho nên hồi nãy tôi qua đây với cô bác, tôi dòm gặp chú ba rồi gặp dòm nhóng nhóng nãy giờ hai cây mai hai bên. Đó, tôi dòm gặp hai cây mai hai bên, tôi nói bộ hồi nào giờ ông chú này ông theo cái người xưa hay sao? Hỏi sao hả? Bây thường thường ta nói câu năm thìn bảo lục, cho nên ông đưa hai cây mai ông lên gần 3 mét nữa thấy không? À, bữa nay ông đưa hai cây mai ông lên hai bên đó, cây nào cây nấy đứng ngang đậu trên, tức là ông sợ năm nay là năm thìn bảo lục. Nhưng mà bây giờ đó nó đã trái rồi, trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa. Xưa rồi nó đã đảo lộn, cho nên năm nay đó không những đó là bảo lục mà năm nay coi chừng nó bị bảo lửa. Mấy ngày rài đó cô bác anh chị em mình thấy đó là bà quả bà đi thăm ở đường 3 tháng 2 tiệm xe Kim Thu rồi đó, cháy trên 10 chiếc xe ô tô quý cô bác anh chị em mình, thiệt hại trên 10 tỷ. Đó là của năm nhà đó, đầu năm thôi, mới ngày mùng 1 tới ngày mùng 4 không là ở ngã ba Trung Lương ở cái cống Bảo Định đó quý cô bác.
nó đóng cống lại rồi là ngập từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 4 có chỗ 8 tấc nước. Không ai ngủ nghe gì được hết trơn, người ta nói rồi năm nay năm thình bão lụt. Nhưng mà tiền phun mà hậu kiết, phải không? Mới đầu mới vô là tiền phun mà vô thấy cái nước lửa quá xá nhiều, người ta ngủ ăn không được. Rồi bây giờ cô bác anh chị em mình thấy đó là hiện tượng El Nino đó, nó báo năm nay có thể nắng tới tháng 5. Tháng 5 Tây đó quý cô bác anh chị em mình, mà hổm rồi quý vị mình xem YouTube ở trên núi cô bác mình thấy không? Cái hồ cá, hồ dùng thủy liêm ở tại trước cửa của chùa Phật lớn bây giờ nó đã khô cạn. Đây rồi đó, nó rút vài bữa đây không còn con cá đó quý cô bác anh chị em. Rồi hiện bây giờ đó, mấy ngày nay đó, anh Mười Nghĩa, ông gọi điện lên trên cốc của chú Hai này, đặng đăng ký chỉ có 50 người thôi mà ông nó không có được. Cơm áo gạo tiền cái gì mình cũng chuyển lên được, mà ngặt trên này bây giờ nước nó khô rồi. Không có nước rồi lấy gì tắm, không có nước lấy gì vệ sinh, không có nước lấy gì nấu ăn cô bác anh chị em mình. Phải không? Vậy thì bây giờ con người đó nó cần nước, cũng như trong cơ thể của con người nó cần cái máu à, cô bác. Ở ngoài nó khô nước y rang như trong cơ thể mình mà khô máu gì đó. Đây cũng làm cái điềm báo á, mà Đức Thầy Ngài đã nhắc nhở lâu rồi. Thế mà đến cái cảnh này là cái cảnh này là cảnh thầy khóc nè quý cô bác anh chị em. Có chỗ nào mà thầy khóc không? Thầy nói để đến diệt sơn băng người gì nè. Để đến diệt sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Dòm xem trần có phải khóc không? Dòm xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Hay khổ như thảm ngày nay có mấy sợ mai sao, dòm thấy là bay hôn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần như thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể mới xạo hương khắp chốn. Gọn ba ông nói thương ba năm không chợ nhóm chiều. Giờ đây cô bác anh chị em mình thấy đó, vừa qua cái Tết rồi đó, bây giờ tất cả các cái chợ mà truyền thống đó, ở ngoài Sài Gòn chợ nào cũng ế hết. Tất cả các cái sạp bây giờ người ta đóng cửa hết trơn, không còn ai mua bán gì trơn. Bây giờ tiền bạc đâu mua đây, năm nay kinh tế nó xuống dốc là trầm trọng. Tiền nông chẳng có mà cơm lường cho qua luôn, năm nay cơm lường luôn. Mắt nhìn lòng ứa ruột rà, chả kêu bốn đạo ai là thiệt tu á. Vậy thì bây giờ thầy nói câu gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo. Đã nghèo đi ra tới cái Bình Dương bằng công nhân, mà năm nay đó tất cả các công ty nó bị giảm biên chế, nó bị phá sản. Rồi năm nay gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo. Đã nghèo rồi đi ra làm công ty ngoài rồi, mà bây giờ nó giảm biên chế, nó giảm cái tiền lương, rồi bây giờ thêm gạo lúa lại. Chết nữa. Đã gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo rồi, thêm na thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Mà thầy nói nhìn thấy chuyện gạo trâu củi quế nghèo bạc vàng rồi đạo đức cũng nghèo luôn. Thế là con người vật chất ăn sống đó ha, mà nó bị mà sơ sức rồi đó, nó bị thiệt thòi rồi đó, là cái đường tu á cô bác anh chị em mình đó, nó ngưng trệ. Phải không? Nợ trần còn sớm liệu toan, nghĩa ơn trọn vẹn mới an tấm lòng. Cho nên nếu cái người mà còn nợ nần là cô bác chúng ta đó, khó mà phát triển trên con đường đạo lắm quý cô bác. Ta nợ bao then ở cõi trần, nợ tình, nợ tội, nợ ân nhân, nợ nhiều như thế làm sao trả. Tu niệm là ta trả nợ dần. Mình tu hàng ngày đó là mình trả nợ đó quý cô bác. Cho nên thầy mới nói tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi, đứng ngồi tọa sen. Thấy không? Vậy thì bây giờ đó, ngày nay đó mình tỉnh ngộ, mình quy y giáo lý của Đức Thầy rồi, chuyến này đó mình gắng cố gắng đó, mình phát tâm mình tu rút nha quý cô bác. Hôm rồi đó cô bác anh chị em mình xem qua cái clip của Ngọc Tâm đồ đi lên chở nó với Ba Hùng đồ này kia lên quay á, là nghệ sĩ đó Kim Tiểu Long không? Một nghệ sĩ ưu tú ngày xưa đã từng đứng ở trên tất cả các cái sân khấu lớn á, đi tất cả các nước, mà hôm nay đó chim bay đi đâu cũng bay về tổ, mà nước đổ đi đâu cũng đổ trở lại nguồn. Cho nên đó, nghệ sĩ Kim Tiểu Long nó hồi nào giờ ăn uống ăn sung sướng mặt đẹp quá nhiều rồi, ngày nay bây giờ trở về con đường tu. Kiếp trước có tu mới được vào, kiếp này sung sướng dội quên sao. Sống lo bòn trải tham nhiều quá rồi chết có mang theo được chút nào.
bon chen giành giật mà chi, đến khi nhắm mắt mà mang gì thế gian, chỉ qua một nắm xương tàn thôi, hồn phi phách tán mới mơ màng về đâu. Mất rồi không mang được gì quý cô bác anh chị em mình, chỉ có mang theo có hai thứ là tội với phước thôi. Vậy thì bây giờ đó, trong cái lúc sống sanh còn ngày đó, Đức Phật Ngài dạy có thân thì liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mới lần chuỗi tay. Đến chờ mà hấp hối nó tới đau ốm bệnh hoạn rồi lúc đó mình mới xin chuỗi đó, lúc đó coi chừng nó muộn quý cô bác anh chị em, phải không? Vậy thì bây giờ đó mình làm sao chọn con đường để mình tu đó, nó thẳng tiến đến bên kia Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc. Mà hôm nay vì thương mình cho nên Đức Thầy Ngài mới ra đời dạy cho mình pháp môn, pháp môn tịnh độ. Thầy nói một câu nè, lòng thương chúng mới thiết phương, tịnh độ đặng giác diều cho tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm dù ma quỷ dù súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành là được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp, ngày xưa chính Đức Thầy mình ra đời đó mà Ngài còn phải tu trong nhiều kiếp mới đắc đạo. Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Ta Bà mà Ngài còn phải tu nhiều kiếp mới đắc đạo, phải không? Cho nên Thầy mới nói là, nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo, nào quản sát thân. Kiếp này là gì? Kiếp chó. Cho nên còn con kiếp chó, Thầy phải chỉ con đường mình đi cho nó tắt mới được, đi cho nó mới kịp. Bây giờ đó chính Đức Thầy mình đó, sau khi mà tu đắc đạo rồi qua bên kia Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, mà Ngài trở về đây để dẫn dắt cho cái đàn con mình ở sau này đó quý cô bác. Iran cũng như đó, cái nhánh xài này đó là nó 10 nhánh, mà trên đó nó chỉ có trái xoài chính thơm mà thôi. Cái con kiến chúa đó đầu tiên đó quý cô bác, nó đi lên, nó bò lên cái nhánh thứ nhất, nó không gặp được trái xoài. Nó chở xuống, nó đi qua cái nhánh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Tức là chín nhánh rồi mà chưa gặp được trái xoài quý cô bác. Nó qua cái nhánh thứ 10 nữa nó mới gặp. Sau khi qua nhánh thứ 10 nó gặp rồi, nó gặp trái xoài mà đâu đó thơm phức chín vàng rồi, nó mới quay xuống đặng nó kêu nguyên cái đàn kiến của nó đặng đi lên hưởng cái quả xoài này. Con hỏi cô bác anh em mình, nó đi lần thứ nhất thì nó phải đi bò 10 nhánh phải không? Nhưng mà lần thứ hai khi nó dắt nguyên cái bài kiến nó lên đó, nó có bò 10 cái nhánh kia không quý cô bác? Chính cái nhánh kia không? Đâu có bò làm chí. Chỉ cần lên cái nhánh nó làm dấu đó có cái trái xoài chảy là nó bò lên đó là dính rồi. Thì bây giờ đó thầy mình đã đắc đạo rồi, cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tăng, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống trốn hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Mà thầy mình đi qua tới đó rồi dắt cái bài kiến sau này là chất lượng cô bác. Hỏi sao chất lượng? Thầy nói tầm cực lạc đấy, đây rành đường nọ. Cái ông dắt đường mà ông qua bển rồi ông dắt mình đi đó là chất lượng. Con nhớ hồi năm rồi con có về đây đám dỗ ngày nào quý cô bác, mà tại con đi đường Nha Mân vô, lần sau ngày rằm tháng giêng là tới đây. Con nhớ là ở đây còn một cái đám nữa, phải không? Đi hai lần rồi. Mà bây giờ thưa quý cô bác, hồi sáng này đó hai thầy trò tôi, hai chúng cháu lên xe tới chừng xuống dưới đò rồi mà nói tàn ơi đi không biết sao mình mò qua tới bến nữa. Bây giờ đường bên Đồng Tháp người ta nói đường kia trẻ, người ta nói ngẽ qua ngẽ lại nhóc hết trơn, bây giờ đâu nhớ đường đâu. Thôi giờ làm ơn gọi ông Bác Mười, hỏi Mười nào, nói ông Bác Mười o Mỹ bên bển đó, đó gọi qua ổng nhờ ổng dắt đường. Hồi đợt rồi đó là ông chạy đường Mỹ dưới này ông chạy lên, đợt này ông chạy đường bên kia ông chạy qua. Tôi nói ổng ở đây cho nên ông biết đường, cho nên mình chạy theo ổng là chắc ăn, phải không? Thầy mình qua tới bên kia Tây Phương Tịnh Độ trở lợi rồi đó là ổng dắt nguyên một đàn luôn. Cho nên thầy mới nói câu là ước trăm họ nhẹ mình, có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Vậy con hỏi cô bác anh chị em mình, đi đó lúc đó mình còn sợ lạc không quý cô bác anh chị em mình? Đâu có còn sợ lạc đâu, thầy mình qua tới bển rồi mà dắt mình mà. Bây giờ con đố cô bác anh chị em mình vui chút xíu nha. Con đố cô bác anh chị em mình, trong tất cả các con vật, cái con gì đó mà nó mạnh nhất và con gì nó khôn nhất, nó thông minh nhất? Đừng nói con bò nha,
thường ta nói mày ngu như bò, chứ không đừng có nói con bò giùm nha. Bây giờ tất cả các con, mà cái con gì đó là nó mạnh nhất và nó thông minh nhất, nó khôn nhất. Con trâu mà con voi, không có con nào á cái đó là mạnh nhất trơn quý cô bác. Chỉ có con một mà thầy mình nó kêu nâu gương theo nữa đó. Con này mặc dù nó nhỏ, không, con thỏ là nó lẹ thôi chứ nó không có thông minh mà nó không có mạnh. Cái con mạnh nhất cô bác anh chị em mình biết con gì không? Đức thầy nói nó nhìn gương kiến sao không biết hộ. Gương kiến cái ý thứ nhất là muốn ám chỉ cái tấm gương tấm kính. Cái hai là cái gương của con kiến. Con kiến đó mặc dù nó nhỏ nhưng nó là cái con mạnh nhất và thông minh nhất. Cho nên ai lấy cái ý gì cũng lấy ý kiến, không lấy ý voi, ý chuột gì chứ. Nói vui chứ. Ông mà bảo không ấy chứ. Thường thường mà có hợp nhau cái nó phàn, để tụi lấy ý kiến kìa. Nó khôn, nó thông minh cho nên phải lấy cái ý của nó. Phải không? Để tụi lấy ý kiến kìa. Và hai nữa đó, con kiến mặc dù nó nhỏ nhưng nó là cái loại vật mạnh nhất. Cái con gì ở thế gian này đó, con vật đó nó cũng có thể đó, nó khôn giác và nó chở nặng đó, cái sức bằng 3, bằng 4 nó thôi. Tức là một con voi đó nó cổng 2-3 con voi thôi. Còn cái con kiến nó có một chút xíu nè, mà nó có thể cổng đó, cái vật nó nặng gần gấp 10 lần nó. Cô bác mình thấy không, đôi khi con kiến vàng có chút xíu mà nó tha con sâu tổ bố. Con sâu nặng gấp 10 con kiến vẫn tha nổi như thường. Còn con voi đó, 10 con voi nó tha nổi không cô bác? Cho nên con kiến mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó một có một sức mạnh vô biên. Nó có một cái trí thông minh vô tận. Cho nên đợi thế gian hãy lấy cái ý gì cho đòi lấy ý kiến. Mà không lấy ý voi, mà không lấy ý chuột, không lấy ý con gì chân mà chỉ lấy ý kiến thôi. Phải không? Vậy thì bây giờ đây thầy cũng nói nhìn gương kiến sao không biết hổ, lũ gian thần nào biết tổ tông làm âu sầu một góc trời đông được. Bị miệng xấu thổi lòng tìm dích. Vậy thì bây giờ đó ngày nay cô bác anh chị em mình phát tâm giác ngộ, sở dĩ đường tu còn ngưng trệ. Không phải chỉ ngưng trệ không, chứ phải mà dừng tại chỗ tụ cũng nói nữa. Thầy nói à, muốn cho thân vượt khỏi lề cấm xào trì trí một bề ra tu cũng nói luôn. Mà ngặt con cái thầy than, không phải đứng chỗ mà nó còn lùi nữa. Việc tu quá đánh gì đó, chết mồ không. Tu nó không tiến mà nó còn lùi nữa. Hồi đó thì tu tiến đó, hồi 4 ngày đó mình lên 6 ngày, hồi 6 ngày lên 10 ngày, hồi 10 ngày có lên ăn chay chuồng. Mà ăn chay chuồng thời gian bệnh đau có lợi bác sĩ, cái bác sĩ nói thôi xuống ăn 4 ngày đi, tôi quất trở lại 4 ngày. Vậy thì bây giờ cái đó có phải là bắn lùi như tôm không cô bác? Niệm Phật được lúc đầu hôm đêm khuya muốn dựng cái nồi cơm của người đó, thấy không? Hồi đó thì đám dỗ ra tổ chức gì đó, toàn bộ cúng chay hết cho ông bà tổ tiên cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Từ khi còn con đứa con gái út mà tới gã bên kia rồi xui gia ăn mặn, cái nó tổ chức nửa chay nửa mặn nữa chứ. Có phải cái đó là nó bị bắn lùi như tôm không cô bác anh chị em? Vậy thì bây giờ đó, mình sợ cái ông xui hơn sợ cái ông thật. Từ ngày có ông xui út rồi bắt đầu là lúc đó không còn giữ chai giới đâu đó ngon lành. Mà tới chừng Tết cái ông xui hôm qua, cái ông nói anh xui ơi bữa nay 3 ngày 4 ngày Tết không phải anh xả giới quất giùm tôi vài cốc bia đi. Cái này bia chứ phải rượu sao sợ. Cái lúc đó nghe đẩy đẩy một chút xíu cái bắt đầu quất vô vài cốc. Cái lúc đó cái mặt đỏ gây, cái đi ra ngoài đường cái mặt đỏ gây, cái đồng đạo hỏi bữa nay sao mà nó đi bữa nay cháu nắng quá mặt đỏ. Mấy ngày xưng ít kẻ công phu nữa phải không? Vậy thì bây giờ đó tu nó không có chuyển quá được, tu nó không có tiến được, mà tu càng ngày là nó cãi càng lùi nữa cô bác anh chị em. Là bắn lùi như tôm. Hồi đó thì mình nghe qua giáo lý của Đức Thầy cái mình hai thời, cái sau mình lên ba thời, từ từ mình lên bốn thời,
bốn thời gian sau cái nỗi thương nam nữ trẻ già trong thầy lâu chở cái trong ga nản lòng. Cái bàn thông thiên dáng hương nồng của quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng. Để cho meo đóng đầy chung lưu hương lũng xét còn bàn chồng ngửa nghiêng. Hồi lúc mới ban đầu biết đạo thời hương nước sớm hôm đừng tu bạc đèn nhang mai tối nghe. Hồi đó đó mới phát tâm một cái nghe ba bữa là bông còn mới cáo là thay bông rồi. Ngày nào cũng quét dọn ở trên là ba ngôi thờ cúng trơn á, cái áo ba bữa giặt rồi, sau này tới ba tuần chưa giặt nữa. Năm ngày nó lâu, cho nên chữ tu hãy ráng miệt mài, đừng kể vắn dài mà đừng nệ mau lâu, hay hoặc giả là tu lâu mà chẳng chùi lao, đâu bằng kẻ mới bước vào siêu năng. Cho nên bây giờ mình tu đó mình phải làm sao chuyển quá. Đôi khi những cái bậc ngổ ngang kìa mà thầy nó dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Cho nên thầy ra đời thầy dạy mình nó tu là mình chuyển nghiệp. Hồi ngày xưa khi mình gặp giáo lý của Đức Thầy đó ra đời đó mình phát tâm giác ngộ lo tu là mình đã dừng nghiệp rồi. Phải không? Tu dừng nghiệp rồi, tu thời gian sao chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là sao? Tu hồi đó đó mình chưa có ăn chay mà ngày nay phát tâm giác ngộ ăn chay cái đó là mình đã dừng nghiệp rồi đó, không còn nghiệp sát nữa. Mình chuyển nghiệp là sao? Ăn chay gì nó mới có què thôi chứ nó có đâu có được lợi lạc gì nhiêu đâu hả? Mình phải cận phóng sanh, hàng ngày mình còn lo phóng sanh nữa, cái đó mới tạo được cái lời đó quý cô bác. Còn hồi nào giờ mình còn tham, ngày nay mình nghe theo lời của Đức Thầy rồi, thầy nói cho dai mắt mỏ từ nay bớt có hỏi nới tay đi giúp đời của dư cho mượn mới là mình bớt tham rồi. Mà mình bớt tham nó chưa có công đức, chưa có phước duyên nhiều, mà thầy nó phải trừ tham, muốn trừ tham phải liệu cách nào phải sao nữa nè. Cái đó đâu mà chính xác đâu quý cô bác. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí mới diệt lòng ích kỷ. Làm phước ắt sẽ có phần, tu tâm tích đức rồi lần lần giàu sang. Phước đức quý hơn bạc vàng, khuyên người giác ngộ mà chuyển sang làm lành. Cái đó gọi là tu là chuyển nghiệp. Chứ mình tu hồi đó đó, ba mình để lại ba ngôi thờ cúng, quy y theo giáo lý của Đức Thầy, tử năng truyền nghiệp phụ là mình nói theo cái nghiệp của cha mình. Cúng lại hai thờ thờ phượng vậy chứ giữ đạo không hà, chứ theo đạo rồi giữ đạo không hà. Ở bên tôi có ông cụ này, quý cô bác anh chị em mình, hồi đó truyền thống của ông bà tổ tiên cha mẹ đó phát tâm giác ngộ lo tu theo đạo theo thầy, ổng cũng phát tâm ổng theo, nhưng mà theo cái ông ăn chay tháng có 4 ngày không hà, ổng theo đạo không hà, nghề võ ông giỏi lắm, ổng nóng tánh dữ lắm quý cô bác anh chị em mình, mà ngặt con cái đó nóng tánh ông giữ đạo không hà chứ ổng có hành đạo. Cho nên ổng mà vậy đó nghe ông Lợi đó, bữa nào ông gì chân á, chiều là ổng có lai gai, ổng uống rượu, rồi đôi khi ổng cũng còn số đuôi kiến thiết này kia đủ thứ. Mà ổng đi đám đó Lợi đó mà ai nghe nói ai mà chỉ trích chê bai hay châm biếm Đức Thầy một cái rồi ổng nghiến răng kèo kẹo kìa nè. Ổng nói mày nói cái nữa là cái ghế lên đầu mày liền đó. Ổng nóng còn hơn 5 lửa ngày xưa nữa quý cô bác anh chị em mình. Mà tới chừng hỏi ổng á thì đều găng cấm 8 câu bạch dạng. Ăn chay kỳ mỗi tháng không ngơ, ngày 2 thời thì cúng lại sạc lơ. 3 ngôi thờ cúng thì ngon lắm, bông ông chồng trước nhóc hết trơn à, mà không có cái bông nào trên cổ quyền với Tam Bảo với bạn Thiên chứ. Ông để chân không hà chứ ông có thèm cúng với cô bác anh chị em mình. Thấy không? Vậy thì bây giờ cái dạng đó là cái dạng chỉ có theo đạo thôi. Cái dạng đó chỉ có giữ đạo thôi, chứ không phải cái dạng mình như mình là hành đạo quý cô bác anh chị em. Có hành đạo mới thành đạo. Thầy nói ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa mà làm theo nó mới đắc đạo. Bây giờ cái ngày giỗ này đó mình mới đi mua đồ đó, cái đó là mới có mua rồi về mình chế biến đó là mới có thành cái món thôi. Mình đưa vô mình nấu đó mới có thành kết quả thôi. Mình dọn ra đó cúng đó, cái đó mới là cái chứng kiến trước mắt thôi. Mà làm sao mình trèo lên mình ngồi đó mà mình ăn đó, cái đó mới no đó quý cô bác anh chị em. Thì giáo lý của nhà Phật ra đời cũng vậy, cô bác anh chị em mình đó, ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình giặt lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Vậy bây giờ lời thầy dạy thật là cặn kẽ ở trong đó.
giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn rồi dạy ở chữ tu du tròn. Cô bác anh chị em mình thấy không? Ông bác Ba Thiệu ngày xưa ổng tu là ổng chuyển nghiệp. Hồi ổng chưa tu đó, ông làm nghề thuốc bắc đó, ông cắt cổ người ta, ông lấy tiền, phải không? Sau khi đọc qua giáo lý của Đức Thầy rồi đó, mấy anh thầy thuốc lang xa cũng làm mổ mật người ta lấy tiền. Xin cho ông anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ vi anh. Ông mới thấy vậy rồi là ông dừng, không làm thuốc bắc nữa. Ông dừng qua thời gian, cái đó gọi là dừng nghiệp. Bắt đầu ông chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp qua ông làm thuốc nam, mà thuốc nam đó là cho người ta không. Hồi lúc mình chưa tu đó mình cho dai, phải không? Mà hồi cho dai đó là lúc đó đó là mình chưa tu. Mà từ hồi tu rồi cái mình cho mượn, mà tu thời gian sau cái mình cho luôn, gọi là bố thí. Lòng nhân sinh khá tập rèn, thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa. Thánh hiền nói tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện mấy người ước kính thờ. Để chết rồi bỏ của bơ dơ, chi bằng làm phải mới chuyện thơ ghi đời với cô bác. Hôm rồi có cái cô này, cô nói với tôi, cô nói Bảy Thiện ơi, mình nó tu đó, mình cầu đó, Phật có hộ độ, có gia hộ, có cứu độ, có tiếp cho mình dơ nghiệp không gia Bảy Thiện. Tôi nói nếu mà cô mà tu cầu mà nguyện đúng rồi đó, thì Đức Phật sẽ độ, sẽ gia hộ cho mình. Mà gia hộ cái đó là tan chướng nghiệp, mình Phật mình tan chướng nghiệp thôi nha. Còn lực nhân quả mình gây tạo rồi đó, nó chỉ chuyển nghiệp thôi chứ nó không thể dứt nghiệp được. Cô nói sao mà tu phát tâm giác ngộ, tôi tu thời gian sao mà cái nghiệp nó càng ngày càng nhiều không hả chú Bảy? Chưa thấy nó lùi. Tôi nói cái này là lúc mình mới vừa đang làm thôi chứ chưa được hưởng. Cho nên đừng tưởng người tu chẳng nạn tay hay là được hưởng phước lâu dài. Người tu còn phải đền duyên nghiệp, có lúc nghiệp nhồi trả gấp hai. Có lúc nghiệp mà nó nhậu cái mình trả gấp hai nữa chứ đừng có nói mà mình nói mình tưởng mình không có nạn tay ha, vượt nghiệp không mà có không mấy chú. Đôi khi cái người tu đến cái giai đoạn mà nghiệp nó nhậu rồi, ông nhồi quả cho người hành đạo lúc quy nàng có thấu chí cùng chắc. Nếu bền lòng thì vị quả cao thăng, còn chẳng chắc dạ là bỏ lăng Phật thánh. Cho nên Đức Phật nói đó, tu hành mà được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu mà chẳng kiến Phật đài, bởi vì tu miệng mà chẳng hay tu lòng. Đưa ra chỉ có một đồng, gom vào cả dạng tiền công tiền lời. Mới vừa niệm Phật ba mươi, kế chiều đó lại muốn ngồi to sen. Trời ơi, làm ác gần 60 năm mà niệm Phật mới có 3 bữa nó đầu hết nghiệp rồi. Tu gì đâu mà lời dữ vậy? Phải không? Nó cũng phải vừa vừa thôi, đành thế nhưng lừa vừa lời với vốn chứ, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó mình gắng cố gắng phát tâm tu đó. Thầy nói cũng có ngày kia ta giải thoát thì ta gõ đạo màu. Trong bổn đạo cùng là sư giải, ráng bền lòng cho được thiền từ. Hết khổ lao thì đến vui cường trình, ấy mi phải tình thiện nguyện hương. Cho nên hồi đó đó ông ba ông dựng lên nhà cao cửa rộng đã đời bằng phương pháp là cắt cổ người ta bằng cái nghề thuốc bắc. Sau thời gian phát tâm giác ngộ lo tu rồi ông chuyển nghiệp trở lợn bố thí. Hồi đó ông còn sợ chết. Sau ngày đó ông nói với đồng đạo, ông nói tần ơi, hồi đó đó bà vợ tôi bỏ đau, bỏ đau dây chết giờ. Bà mới vừa chết trên tay tôi, cái tôi nói hên quá. Ai người ta cũng nói ông ba ơi sao vợ ông chết mà ông nói hên. Nó không hên sao được, nó chết chứ phải tôi chết sao tôi. Nhờ nó chết. Ông giác ngộ kiểu đó đó quý cô bác. Nhờ ông giác ngộ kiểu đó đó quý cô bác anh chị em mình. Hổng rài quý vị mình có coi trên Tri Tôn không? Hai ông xui mới đầu năm bước qua năm Giáp Thìn thôi. Hai ông xui buổi sáng còn ngồi uống cà phê uống nước trà chứ phải uống rượu tôi không nói. Tới trận hồi về đó ông xui ở bên đàn nhà trai bên đây ngang nhạn bên nhau trên Tri Tôn á. Ông mới ngồi cái ông nói bà ơi bà sao tôi cảm thấy cái đầu hơi nhức. Bà coi bà đi mua thuốc cảm hay là thuốc gì cho tôi uống. Bà đi mua về á, gót nước chưa kịp ra cái ông nhủi đầu cái ông chết. Mới vừa chết xong rồi bà xui bà nói tần ơi mới chết đây thôi để cho ông xui hôm qua đặng ông coi đang sửa sạn câu kêu hòm gương. Đặng làm lễ nhập mạch an táng kêu ông xui qua nó ơi. Ông mới hồi sáng ngồi uống cà phê với uống nước trà với tôi đi, bây giờ mới đây chết rồi sao? Thôi để tôi qua, ông đi qua bệnh ông đốt nhang. Ông ngồi đó hơi cái ông dòm.
dòm gặp ông xui đó không biết ông sợ sao mà ông nhủi đầu cái ông chết nữa. Hai ông chết từng một ngày. Hổng đại quý vị, mình có tội trên YouTube không? Có không? Tôi nói là bằng chứng thực tế. Hai ông tuổi thần không mà chết ngay năm thìn luôn. Hai ông xui tuổi thìn không. Một ông là tuổi thìn 61, còn ông là tuổi thìn 73 tuổi. Hổm rài là hai ông chết cùng chung một năm thìn. Thìn tỷ kỵ Long Vương nuốt ngập đầy giường, chết gáo chẳng hiu. Hai ông chết ngay năm thìn không mà hai ông điên lượt một với cô bác. Cho nên thầy nói cờ đã thất còn chờ cờ nút chiếu. Hổm rài ở bên tôi quý cô bác anh chị em mình, ở bên thuốc nốt, ở bên thuốc nốt đó, nó còn nặng hơn. Ở bên tôi hổm rài đó quý cô bác, con cô hai bà hai này ba ở nước ngoài, bà về hổm rài nương náu, bà ở bà tu bà niệm Phật, bà niệm hơi yếu yếu. Mà hổm rài đó quý cô bác mới có 10 ngày không mà chết 7 người rồi. Tảng sáng ghe mới nói cho hay đó, người chết nữa cái bà đi ra mắt bà chôm lên, bà hỏi bộ bữa nay có người chết nữa hả? Đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày. Vô thường tức tốc nào ai biết, trở nên lần nữa hẹn nay mai. Mình đừng có hẹn với tử thần, tử thần nó không có hẹn mình đâu. Cho nên bà sợ. Còn trên thốt nốt hổm rài đó chỉ có một xóm thôi quý cô bác anh chị em mình. 20 ngày rồi trong một xóm nó không chết 18 người rồi. Năm nay toàn là đau dây chết giờ không quý cô bác anh chị em mình. Rồi bây giờ hiện bây giờ đó lại có cái điểm bất lành. Nếu cô bác anh chị em mình hổm rài, có mấy đứa cháu đứa em mà có xem qua ở trên Facebook đó, là hổm rài đó hai bữa nay là đài nó báo ở ngoài Quảng Nam đó, bây giờ là có cây, có cục đá nó đang trổ qua. Hồi nào giờ cô bác anh chị em mình thấy cái điều này là cái điều hiếm có phải không? Đức Phật nói nè, khiên niên khiết thọ khai qua vị, nhất thất nhân thân giả kiếp nan. 1000 năm đó, cái cây sắt chỗ bông là một điều rất dễ, một khi mất cái thân người mà tìm lại là một điều rất khó. Ngày nay đó đá nó trổ qua ở ngoài ngoại đó, nhà khoa học khảo cổ và cái người xưa người ta nói đây là cái điểm bất lành. Bởi vì đá mà nó trổ qua là báo hiệu rằng thời gian sắp sửa tới đây là hạn nắng kéo dài. Thương 3 năm không chợ sớm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều nam mô thay không lấp mà để làm gì? Phơi khô luôn. Thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống đây rồi nam mô đạo nào. Ở trên đây đó mà hồi nãy đó tôi đang trên đường đi qua mà tôi thấy mấy cái ghe lúa đó mà nó ổt ọt nó đi tới đi luôn được gì nè. Ở bên đây đó là lúa trên bờ còn nhóc ở trên mà ghe bây giờ vận chuyển được. Hiện giờ là ở dưới Cà Mau đó lúa đang thu hoạch. Mà bây giờ đó thu hoạch xong rồi đó, mấy cái sông là nó cạn hết trơn cô bác anh chị em. Ở trên bờ nước phèn, ở sông nước mặn. Mà bây giờ nếu nó xả nước mặn vô á thì làm thu hoạch không được, mà lúa không được. Mà năm nay đó mà khô hạn kiểu này đó là qua tới tháng sau rồi, ở trên núi là rút xuống với cô bác. Hiện giờ mấy đứa em nó ở trên chỗ cao cao là bây giờ không có nước để sinh hoạt, không có nước để xài. Mà thầy nói cái này thầy nói đã báo lâu rồi. Hồi nãy con nhắc đó, sao để diệt sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương bá tánh quá chừng dòm xem chằng nước mắt rưng rưng cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta giả dỗ là gì? Tình tình thiệt. Thầy nói là thiệt mà. Việc xảy đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên Phật điên thánh cho nên trọng thịnh. Vậy thì bây giờ đó ông bác ba ngày xưa đó, ông những ổng tu chuyển nghiệp mà ổng còn chuyển nghiệp cho mấy cái người ngổ ngang. Ông mở cái tiệm cơm chay, ông nấu ông bán. Bữa đó cái mấy người mà ta nấu cơm đó đụng tới chạm lợi quyền là chào có người ta cạnh tranh. Ổng cho cơm mà mấy người bán cơm bán đâu có được, nó lợi nó chỉ trích nó thọt lét ổng. Nó ông ba ông làm gì đó là thời gian sau anh em mấy người ở đây đó, mấy thằng chạy xe đa ôm với mấy người đó giả đó, nó nhào vô đó, nó lợi dụng ông đó ông ba. Ông nói lợi dụng sao? Nó thì nó lợi dụng, nó chạy không đa, nó kiếm mà đa ôm, nó ăn tiền đã đợi rồi, nó lợi đây nó ăn cơm của ông nó khỏi tốn tiền. Mấy bà đi bán vé số kiến thiết, người ta lấy đồng lời, người ta lợi đây ăn cơm của ông khỏi tốn tiền. Phải không? Ông quay qua ông nói, chà, nó lợi dụng tao, nhưng mà nó lợi dụng tao, tao không biết lợi dụng nó sao. Rồi anh em ta hỏi với ông lợi dụng nó làm sao?
Nhờ tao mà nó mới ăn chay chứ mấy thằng quỷ này dễ gì ăn chay. Mà ông nói câu, nghe nói câu nghe nó nhẹ nhàng mà trúng thét phải không? Cái tụi này dễ gì mà nó ăn chay, mà nhờ đó nó lợi dụng tao mà nó mới được ăn chay. Mà nhờ ngày nay nó ăn chay đó mà nó chở mấy cái người nào bệnh hoạn ốm đau đó, nó gặp ai không có tiền đó nó bớt cho người ta, có phải cái đó là cái phước không? Nói tới đây còn mới nhớ cách thời gian 2-3 năm trước đó, có đứa em này mới sáng á, 5 giờ sáng là nó gọi điện tem tem cho con rồi. Con mới cúng gà đang ngồi đọc sách, nó mới hỏi chú Bảy ơi có phải chú Bảy thiện không? Nó dạ phải. Nó phải chú Bảy thiện không? Mẹ con hỏi phải không? Bà cụ qua nói chú Bảy ơi phải chú không chú Bảy? Tôi nói dạ con Bảy thiện đây. Cô dòm thấy cái chán con là biết rồi. Cái đầu sáng chối là xấu chán là nó đó chứ không ai. Mới nói vậy xong rồi cái nó bữa nay chú có nhà dưới đạo tràng với không chú Bảy? Vừa mới nói xong rồi nó nói 3 tiếng đồng hồ sau là con tới xuống với chú. Nó gấp liền, gấp tu trong tức khắc luôn. Tôi nói vậy rồi là bắt đầu tôi ở dưới này nấu nước trà đâu đó xong xuôi, đợi 3 tiếng đồng hồ sau là nó xuống tới với tôi liền quý cô bác. Sau khi nó bước vô nó nhìn nó nói đúng rồi, đúng dòng cái hình thể mà con nhìn ở trên mấy cái clip hôm rồi. Và con nghe lời của mẹ con làm ở sứ mạng là con xuống đây đang gặp chú. Đầu tiên cho con kính lời đăng mặt cảm ơn chú và gửi lời thăm chúc sức khỏe. Tôi hỏi con ở đâu? Nói dạ con ở Sài Gòn. Hồi hiện giờ là con làm nghề gì? Nà, dạ hiện giờ con đi giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh với con đi tới chùa. Còn ngày xưa con là cái tay đòi nợ mướn. Tôi dòm gặp cái tay nó săn lên một cái, nghe nó xăm mình mẩy đủ hết trơn quý cô bác anh chị em mình. Tôi nói bữa nay gặp thứ dữ rồi. Mà bữa nay gặp cái này đó mà mình độ cho nó cái này mới ngon. Thầy nó dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân, còn thầy nói câu á sát tần tục như cây cạnh thến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẻo như bào riết nó cũng tròn, đến chừng ấy trong vào đất tốt. Mấy cái cây này là mấy cây trăm màu với mù u không nè, mà nếu mình đẻo mình gốc mấy cái gai này, cái loại này là cái loại chắc thịt, loại này là cái loại cứng nè quý cô bác. Cũng như mà ngày xưa đông năm lửa gì đó, cái tay đứng bến xe vậy đó, nhưng mà sau này ông là cái người trung thành cùng với đạo vô cùng là chỗ đó đó. Đó, lúc đó tôi mới hỏi nó, tôi hỏi con làm nghề đó, bây giờ con chuyển nghiệp rồi hả? Nói, dạ, con xuống đây đó là để tìm chú Bảy. Nó không dạ, tại vì con dâng lời của mẹ con xuống đây gặp chú đặng đền đáp tạ công ơn của chú. Mẹ con là sanh ra con đó là chỉ có một cái xác thân thôi, mà tạo được cái linh hồn nhờ nghe cái đĩa của chú. Chứ không thôi giờ này là con chết queo rồi, nhờ chú Bảy tái tạo mày lại lần thứ hai. Tôi nói sao tái tạo? Nó tại vì đi đầu nợ mướn, từng giờ này người ta đập đầu chết hậu. Bây giờ nhờ nghe theo giáo lý của Đức Thầy mà ngài ra đi làm lành với cô bác anh chị em mình. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, sửa trao là phận của mình. Xưa nay lời lẽ sử kinh rõ ràng. Cho nên đó, chú Bảy ơi, bây giờ con xuống đây đó, con xin nó hỏi chú, bây giờ đó con chuyển nghề qua nghề này được không? Tôi nói bây giờ con chuyển nghề này qua rồi còn có bạn bè gì con không? Nó dạ, bây giờ bạn con còn mấy đứa nó đang còn đòi nợ mướn. Mà đòi nợ mướn gì rồi làm sao tu hả chú Bảy? Tôi nói được chứ. Bây giờ con đòi nợ mướn con vẫn tu, con đã tạo việc phước được như thường. Làm phước ác sẽ có phần. Trồng cây mau tốt rồi lần lần trổ qua, mai sau phước đức đầy nhà, ấm im hạnh phúc là đậm đà yêu thương. Hàng ngày con vẫn làm phước được như thường. Hỏi sao hả? Bạn con nó đi đòi nợ mướn sao làm phước? Tôi nói bây giờ chú Bảy chỉ con. Đòi nợ mướn vẫn tạo phước được như thường. Nó nói đâu chú chỉ cách nào đang về con chỉ mấy bạn con. Rồi nó bây giờ đó cái người này thiếu người này, ông A thiếu bà B đó là 100 triệu phải không? Đúng, 100 triệu nếu mà người ta đòi người ta kêu con mướn là kêu con nó lấy cái chủ nợ đó 100 triệu là chia ra nhiêu? Nó nói dạ chỉ 73. Tức là 100 triệu đó nếu con lấy nợ đầu lại được con được hưởng 30 triệu, còn người bên kia đó là trả lại cho chủ 70 triệu. Tôi nói vậy bây giờ chú Bảy chỉ cái cách cho con tạo cái phước giúp được đỡ cả hai bên. Hồi đó đó trước khi con đi đòi nợ mướn con phải đem kèm nè, xà beng nè, mã tấu nè, phải không? Mỏ lớp nè, phải không? Nó nói đúng. Phải làm cái này mình mới đi lấy nợ mướn được. Tôi nói á, từ đây sao con chuyển nghiệp. Hôm nay đó mình tu đó lấy cái tình thương mới xóa bỏ hận thù. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt ở nơi gây gỗ kia phút chốc trở nên hòa.
thật tình thương đẹp trong chốn người ta, người ta ấy quá ra Bồ Tát thật. Hồi đó đó con đi đó con đem kìm búa nè, mã tấu nè, dao nè. Bây giờ đó con đi đòi nợ đó con chỉ đem cái đĩa dương cuốn sấm giảng giùm thôi. Nói tại không? Đem dao đem búa mà người ta còn không sợ, người ta còn không trả nợ, mà bây giờ chú kêu đem cái đĩa với đem quyển sấm giảng gì sao mà làm được. Tôi nói vậy mà được đó con. Hồi nào giờ nước làm tắt lửa tự nhiên, thuốc làm tiêu tội hết phiên nhau là. Con thấy không? Con thấy cái răng đó đưa vô cái vật cứng vật gì nó cũng cắn bể chừng á, phải không? Mà đưa cái lưỡi vô cái nó, nó không dám cắn, phải không? Cái người hung nó mà mình hung với nó rồi đó, nó liều mạng với mình, nó không sợ, mà nó chỉ sợ con người hiền thôi. Hỏi sao hả? Nó công nhận bà đó tôi chữ hoài mà bà không chữ lợi, bà đó bà hiền thấy sợ, thấy chưa? Cái người hung chỉ có sợ người hiền thôi, chứ nó không sợ người nào hết trơn á. Cho nên thầy mới nói được mấy điều thì đáng dạng mười. Rồi gì nè? Thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi ngài nói rằng các việc tại mày thuận với hòa hay ghét với gầy. Cũng cái lưỡi làm thầy, cũng làm thầy các việc. Lúc đó tôi mới nói nó vậy, cái nó nói rồi bây giờ lợi tính sao chứ bảy. Nói bây giờ mình lợi đó mình gặp chủ nợ. Mình nói chủ nợ ơi, bây giờ tôi thừa lệnh của chủ là mà mượn nợ. Tôi đi thừa lệnh của chủ nợ qua đây đang đòi nợ bà. Mà tôi qua đây gặp gia đình của bà nghèo quá, mà do nghèo này là do cái nghiệp của mình gây tạo, kiếp trước không có tu mới bị nghèo như thế này, phải không? Kiếp trước không tu mới chịu nghèo. Nợ nần nợ nần con cháu nó đeo theo phải không quý cô bác? Thành ra bây giờ thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ gắng cố gắng đó, bà nghe cái quyển sấm giảng, đọc quyển sấm giảng này, nghe qua giáo lý này rồi phát tâm giác ngộ, đặng mà lo tu đang chuyển quá. Thiếu phước cuộc sống cơ hàng, đủ phước cuộc sống mới giàu sang đủ đầy. Sự tu còn quý hơn vàng, cứu người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng còn bị tiêu hao, người tu được phước chẳng bao giờ mòn, mà phước đức nó quý hơn bạc vàng nữa. Vậy bây giờ đó bà không có vàng, không có tiền, thiếu nợ người ta là tại vì bà thiếu phước. Gán tôi giáo lý của Đức Thầy, gán xem đĩa rồi tạo cái phước. Bây giờ hôm nay tôi qua đây đặng tôi đòi nợ bà, mà bây giờ đó bà có khả năng nhiều. Nói cỡ này nghèo quá lo không được. Nói bây giờ đó tôi qua đây tôi lo cho bà, bây giờ bà thiếu 100 phải không? Tôi qua đây đại diện cho chủ nợ đó, lấy bà 70 triệu thôi, bà chịu không? Bà này bà nói thôi giờ 70 triệu lo làm sao nổi, bây giờ tôi không có khả năng lo, cỡ 50 lo nổi. Trở về bên kia chủ nợ liền thương lượng. Bây giờ tôi đã qua gặp nợ rồi, mà nợ bây giờ người ta tội nghiệp quá. Đời con người nó có ba cái khổ. Cái cô này bà nói cái khổ đó, thứ nhất chồng xỉn la cà, thứ nhì nhà dột, còn thứ ba là nợ đầu. Tôi nói cô nói cái này là sai. Thường khi người ta nói cái câu đó, thứ nhất vợ dại la cà, thứ nhì nhà dột, mới thứ ba nợ đầu. Nói tại vì tôi cũng biết câu đó, mà tại tôi con chồng xỉn, ông xỉn tối ngày, cho nên tôi nói thứ nhất chồng xỉn la cà. Tại ông quậy quá quậy hả chú coi đó. Người ta nói câu đó là bò không ăn cỏ, bò ngu lấy chồng sai xỉn còn ngu hơn bò nữa. Trước sau cũng phải ra tò, nếu gặp cảnh ấy co giò chạy ngay, phải không? Thành ra tôi có ông chồng sai nha, tôi thấy tôi quá tệ cho nên tôi mới nói câu nói đó. Mà đời con người người ta đó, thiếu nợ là khổ nhất đó. Cho nên bây giờ tôi qua thương lượng mà người ta không có khả năng rồi, bây giờ bà tính sao? Bà nói thôi kệ, của đổ mà mình hốt. Thôi bây giờ nếu mày qua bển mà mày lấy đó, chủ nợ mày lấy mà nợ con nợ được, tao với mày chia phân nữa, tức là chia 5 năm. Lấy 100 triệu là chia ra bớt 50 triệu. Ông này ông qua ông thương lượng, ông nói bây giờ tôi đã qua thương lượng chủ nợ rồi, bây giờ đó bà có khả năng bà lo được 50 không? Nói được, có khả năng tôi lo được 50 bà đưa cho tôi. Sau khi đưa cho mình rồi, mình đem qua cái mình đưa qua cho cái bà bên kia. Đây tôi đã làm xong bổn phận, tôi lấy 100 triệu, cái phần 50 đó là của tôi, còn 50 trả cho bà. Vừa giúp cho bà này có phước, mà vừa giúp cho bà này gỡ nợ nữa. Vậy hai cái đó không phải là phước sao cô bác anh chị em? Phải phước không? Xử sự như vậy là quá ok. Thưa quý cô bác, thời giờ hết rồi, lẽ ra con còn kể một hai câu chuyện nữa, lẽ ra nó còn gặp gỡ nữa, nhưng mà vì thời gian có hạn quý cô bác anh chị em mình, sau khi tôi mới nói xong rồi á, bắt đầu đứa em nó nói như vậy là có lý, để con về con nói với mấy bạn của con.
ăn cơm có canh, tu hành có bạn, hoạn nạn có nhau đây. Về con xin truyền đạt cho mấy bà con. Mới vừa nói xong nó nói vậy, bây giờ xin chia tay chú, con gửi lại cho chú 2 triệu đặng mà đi cúng dường. Tôi ngại ngại, tôi nói tôi không dám lấy. Nó nói chú cứ lấy đi, tiền này của chị con cho chứ không phải tiền tội nợ đó, chú sợ. Nó sợ mình cái tiền này là cái tiền đi đầu nở bướu. Mới vừa đưa tôi nói à, chú Bảy sẽ làm cái nhân viên cho con trên Gò Bán luôn. Lúc đó rồi đó có anh Sáu Hồng bến, tôi nói đây, cô giàu hồi đó bên đây cô có cái một bú ở trên lưng mà cô nằm sấp không. Tôi gửi cho anh cái số tiền này, anh qua bên đó. Tôi hồi nào giờ tôi làm cái máy ủi ở trên Gò, tôi ban xuống lưng cái rồi. Mà ban xuống đó để làm chi? Đặng mà tôi cũng có được cái thước nữa quý cô bác anh chị em mình. Phải không? Vậy thì bây giờ đó, việc làm phước thiện mênh mông, đưa tiền vào đó không công có lời, dư ăn con cháu để đời chẳng bao giờ đấu tiếc giờ làm sao. Thật là quý báu biết bao, tiền đưa chẳng mất mà lời cao mỗi ngày. Kiếp sau chỉ những kiếp này, an lành hạnh phúc vui dày ngàn năm. Hàng ngày xuống gì bằng xuống làm lành, cho bao nhiêu của là để dành bấy nhiêu. Thôi thời gian có hạn, giờ đây con khỏi nói lời nói đầu nói đu gì hết. Xin được dứt lời, xin nguyện đem công đức này để hồi hướng cho cô quyền thất tổ và vong linh của người qua cố, và chúc cho cô bác chúng ta bước sang mùa xuân năm mới được tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Ai mà niệm Phật không rời thì là được Phật mời về Tây Phương, ai mà niệm Phật luôn luôn thì là cũng được Diêm Vương ổng mời. Thôi giờ chúc cầu cô bác chúng ta đầy đủ sức khỏe để mình tiến đạo trên con đường tu thân hành thiện và hiệp hòa nhau, chờ đợi năm non kìa hỡi ai, giữ phận cho tròn sau huynh đệ có ngày hòa hiệp. Hay là dầu cho nay xa cách sở tề, sau thầy tớ sẽ gặp nhau ở Phật cảnh với cô bác anh chị em.